Hello anh em, mấy bữa nay mình up kỷ niệm mấy cây đài hoa quýt cơ mà mình hạ theo cái kiểu là phong cách là caro vàng đó, thì được anh em comment hỏi nhiều. Thì bữa nay mình mới tìm ra một cây cũng đẹp siêu phẩm mọi người. Cây này là như mới nha anh em, đẹp lắm. Đài hoa quýt cơ, cây này là ISO độ cứng 1, dài 5m4, siêu nhẹ. Nếu mà sau khi hạ thì chúng ta sẽ phải bỏ hết bát nè, rồi dạng khoen, thì nó sẽ còn lại khoảng 180g mọi người ha. Đấy, để mình quay cho anh em xem. Cây này thì là độ cứng 1, nhẹ thì nó chỉ thích hợp anh em câu rô phi, nói chung là câu cá nhỏ cảm giác mọi người nha, hoặc là sưu tầm, vì cây này đủ đẹp để sưu tầm. Cây này là bộ khoen xích luôn anh em, bộ khoen Fuji xích luôn nè. Đó là anh em biết độ xịn sò rồi ha. Ngọn mảnh nha mọi người. Ngọn này chắc mình nghĩ là độ cứng 1 này thì chắc chắn là cây cần này nó sẽ rơi vào khoảng là 1-2h thôi. Phù hợp anh em gãy rô phi, rô đồng, câu giết, nói chung là câu cá nhỏ thôi mọi người. Nó sóng ít lên toàn thân nha anh em, trừ cái ngọn là nhỏ quá nó không có sóng thôi. Chứ ngay cả lóng 2 nè, anh em nhìn kỹ cũng sẽ thấy bộ vân đó này ha. Đó. Rất đẹp. Đó, lóng 2 là siêu đẹp rồi ha. Tới lóng 3 nè, đây, đẹp chưa? Đó, cây đủ đẹp để anh em sưu tầm luôn nha. Còn không thì nói chung là cây này cũng thực dụng cao á. Cây này là anh em đem gãy rô giết là tuyệt vời á, thì nó rất là nhẹ luôn mọi người. Tất cả các lóng là như mới mọi người nha. Cây này thậm chí là còn nguyên cái đầu xịn của Uzi luôn nè, ở trong còn có lớp đệm nữa nè, cực kỳ xịn. Ồ, đây nữa, nhưng mà không thích hợp câu cá lớn nữa nha anh em. Nói chung là nếu mà anh em đụng hàng khủng tầm cỡ 1-2kg gì đó, đối với cái cây mềm thì là mình quan niệm là 1-2kg là cũng là cá cũng tính cho cá khủng rồi, thì anh em cần phải thiết là phải thả dây bảo hiểm ở đuôi. Thì anh em có thể yêu cầu mình làm thêm móc dây bảo hiểm cho anh em nha, tại vì có nhiều anh em mà câu cần cứng thì người ta không cần thả. Thì mấy cây ISO khoen lớn á, độ cứng 4, độ cứng 5 mà khi hạ ra là hầu như là mình thấy mấy anh em nó là quánh cá 7-8kg là thoải mái luôn á, cho nên là không cần hạ. Thì còn đối với cái mềm này thì nếu mà để muốn bắt được cá tầm cỡ 1-2kg là cũng bắt đầu cũng hơi mệt mỏi rồi đó. Không phải là hàng mình làm ra hay là nọ mà mình nói là khen nó tốt đâu, nó phải phụ thuộc vô cái độ cứng, độ dày mọi người ha. Đối với những cây siêu nhẹ và độ cứng rồi là nó mềm thế này thì chắc chắn không thể săn hàng khủng được rồi. Chỉ có thể là nó có ưu điểm là nhẹ, đẹp để anh em câu cá rô, cá giết thôi. Nói chung là cái nhỏ nhỏ mày dinh mày dảnh này nọ thôi đấy. Và vì anh em rất là thích cái bộ vân caro vàng đó, cho nên mình sẽ đồng bộ cái bộ vân này lên chỗ cái vị trí này, nửa bách máy này mình sẽ tháo nè, mình sẽ đồng bộ cái bộ vân caro vàng đó lên đây để trang trí cho nó đẹp luôn, để anh em sưu tầm, vừa chơi vừa ngắm vừa sưu tầm. Về giá thành thì cây này là sẽ là 1,4 triệu, là mình bao ship với bao công hạ nha anh em. Tại vì là thứ nhất là phí ship, phí ship với ống nước là mình chuyển tới nhà anh em là cũng phải là tốn hết 50.000 phí ship, 50.000 ống nước là cũng đã gần 100 rồi đó, là tính tròn 50 vậy thôi ha, gần 100 rồi đó. Rồi thêm công hạ, công hạ của mình thì thường thường đó là mấy anh em gửi mình gia công đó là mình sẽ lấy là 250 đối với bát kẹp, 300 đối với bát vặn, vì bát vặn thao tác tháo nó ra rất là cực, rồi cạo rất là khó ấy. Thì anh em nếu mà thật ra thì nếu mà 1,4 triệu thì đem trừ 250 với 100 tiền phí ship ống nước là 350, vậy tính ra là cây này là giá thị trường của nó cũng là người ta bán thì cũng rơi vào khoảng là 1,2-1,3 triệu, chưa bao gồm công hạ nha mọi người. Thì mình làm với giá hữu nghị vậy là chủ yếu là gần Tết rồi cày kiếm tiền tí Tết anh em ơi đó. Thì anh em thấy cái mức giá mình đưa ra thật sự là rất là dễ chịu luôn á. Cây này mình đánh giá là một siêu phẩm cực đẹp nha mọi người, đẹp lắm. Đó, anh em nhanh tay nha, có gì thì anh em cứ gọi điện hoặc là nhắn tin trực tiếp đến số Zalo của mình 0906 728206, gọi điện thoại cũng được mọi người nha. Thì cái gì thì mình sẽ tiến hành mình hạ theo yêu cầu của anh em. Với một điều đó là chỉ vì là hàng Nhật Bản cho nên là nó chỉ duy nhất có một cây à, lâu lâu mới có được cây đẹp vậy nè, cho nên là anh em tranh thủ đặt sớm giúp mình ha. Rồi, cảm ơn anh em nhiều. Riêng hai cái mảng này mình sẽ giữ lại, rất đẹp nha mọi người. Mảng đỏ này là siêu đẹp, chúng ta chỉ trang trí ở đây bo đầu lóng, kết hợp bo đầu lóng theo yêu cầu đấy. Anh em cũng thấy yêu cầu về màu chỉ nha,
em thấy cái này là đang đỏ nè, mình có thể là sử dụng caru đỏ thay vì caru vàng như trong mấy clip trước, mình sẽ xài caru đỏ nó sẽ đồng bộ, sẽ đẹp. Rồi chúc anh em cuối năm phát tài nha. Đấy.